chúng mày thấy chưa? Rồi tao sẽ trở thành người đứng đầu với cộng đồng liên quân của tỉnh mình, và cộng đồng đấy sẽ lớn mạnh nhất cả nước luôn. Cậu làm ăn cái kiểu gì thế này hả? Có định làm nữa anh nghỉ luôn. Em xin lỗi sếp ạ. Không nói nhiều, tăng ca hết tháng này cho tôi. Còn không, lương còn không đủ, đừng nói chuyện thường, nhớ chưa? Nào, mọi lần thấy thằng này chăm chỉ đi làm lắm không ạ? Ừ, Vân Báo nhân quả chứ. Alo ạ. Đến đấy hả con? Mẹ à? Ừ. Mẹ ơi. Sao thế con? Tết này chắc con không về ăn Tết được với mẹ. Thế à? Ở trên này nhiều việc quá, chắc con không về được ạ. Thôi, sao đâu. Vâng ạ. Con nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Vâng, con chào mẹ. Có biết MVP là gì không? MVP là Mạnh và Phương đó. Ôi, lùi về, tao hết máu, rồi. Lùi. Ê, sắp tới có sự kiện Tết của Liên Quân ấy. Mà mày biết chưa? Rồi. Ôi giời, lại mấy thứ quà vớ vẩn, ruby cái gì? Cái thằng này chả biết gì. Sự kiện lần này là vùng một free, 10 triệu quân huy đấy. Nhớ mà vào chơi hôm ý. Biết đâu may mắn trúng được con SH hoặc con iPhone phiên bản Liên Quân đấy chứ. Ừ, mà giải thưởng lần này tiền mặt có lên đến 150 triệu cơ đấy. Ui. Mà chưa kể còn được tặng tướng mới, trang phục mới free toàn server nữa cơ. Ui, nhiều thế con. Chơi kiếm mà còn tán gái. Ờ, để chơi đi. Chơi đi. Okay. Đi em. Alo, Vũ Quân à, tao Cao Tuấn đây. Tao bảo Liên Quân đang có sự kiện đợt Tết này, mùng 1 free, 10 triệu quân huy. Nên là tao đang tính làm cái sự kiện Big Offline cộng đồng, để cho những anh em tụ tập chơi Liên Quân khắp nơi như tụi mình ngày xưa ấy. Mày tham gia với tao nhá. Không sao đâu, tao hiểu mà. Alo. Ừ, tao bảo này, sắp tới tao định tổ chức sự kiện Big Offline cộng đồng cho anh em chơi Liên Quân ở chỗ cũ ấy. Mày bị điên à? Này, dạ, làm không lo làm. Thôi nhá, nhà bao việc. Alo. 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 Thảo à. Tớ Cao Tuấn. Sắp tới tớ định làm cái sự kiện Big Offline cộng đồng cho anh em chơi Liên Quân ở chỗ cũ ấy. Cậu tham gia với tớ được không? Đồng ý. Tớ sẽ cùng làm với cậu. Ok. Thế thì mấy hôm nữa ở chỗ cũ nhé.
thanh xuân của tôi là họ. Có những lúc lắng xuống, có những lúc bận bịu, có những lúc tưởng rằng sẽ chẳng còn được gặp lại nhau, thì ngày hôm nay cảm ơn vì đã cùng nhau đông đủ. Ngồi lại đây, ta cùng viết tiếp những buồn vui tuổi trẻ. Tham gia ngay buổi online tết cộng đồng để có thể nhận thật nhiều phần quà hấp dẫn. Trang phục Butterfly, phường Cửu Thiên Vĩnh Viễn, áo móc khóa Bình Dương Liên Quân phiên bản giới hạn. Tham gia ngay. Coupon free 10 triệu quân huy. Kênh YouTube chính thống duy nhất về tướng, trang phục mới và các sự kiện cộng đồng. Subscribe ngay!